Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Vâng, xin kính chào các bạn nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ đi review cho các bạn tham khảo một cái nhà đất. Nó tại quốc lộ 14, đoạn qua phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum các bạn nhé. Thì các bạn cũng biết rồi, trong nửa năm qua thì dịch Covid-19 đã tác động cực kỳ sâu và mạnh đến cái nền kinh tế của Việt Nam và đến tất cả mọi ngành nghề các bạn ạ. Rất nhiều những cái doanh nghiệp, rất nhiều những cái người sản xuất kinh doanh tư nhân hầu như là vay thì đều bể nợ hết các bạn ạ. Đấy, rất khó khăn để phục hồi lại cái kinh tế, phục hồi lại cái sản xuất kinh doanh các bạn. Thì trong cái xu thế như thế thì hôm nay tôi cũng muốn review cho các bạn, cũng là cái sự làm ăn thua lỗ của một cái doanh nghiệp, của một cái gia đình buộc phải bán cả cái tài sản của mình đi để gồng gánh trả nợ các bạn ạ. Đấy, hết sức là gọi là nghiệt ngã. Đùng cái là dịch Covid nó xuất hiện và nó tác động cực kỳ mạnh. Rất nhiều người điêu đứng các bạn. Tất cả, hầu như tất cả các ngành nghề các bạn nhé. Đến nay thì cơ bản dịch thì chúng ta đã được kiểm soát được dịch. Tuy nhiên là cái sự gọi là hoạt động sản xuất kinh doanh các bạn, nó vẫn đang là rất hết sức khó khăn các bạn nhé. Chắc phải đến giữa năm sau để bắt đầu kinh tế Việt Nam bắt đầu mới khôi phục dần dần các bạn. Và đặc biệt là thị trường đất đai thì chắc phải sang năm nữa thì may ra mới khởi sắc được các bạn. Đấy, hết sức khó khăn. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Vinh cũng xin trân trọng giới thiệu với mọi người một cái nhà đất muốn bán cho chú chủ các bạn ạ. Thực sự là chú cũng đang hết sức là kẹt, muốn ra đi nhanh cái ngôi nhà để gồng gánh trả nợ các bạn. Thấy khó khăn lắm các bạn. Thì có một số anh chị thì cũng bình luận là tại sao đất ở Kon Tum nó lại rất là đắt. Nhưng mà phải nói thực sự các bạn là cũng không phải là đắt đâu các bạn ạ. Thì tôi thấy giá thành nó cũng bình thường thôi. Bởi vì đây là những cái lô đất là vùng lõi của thành phố. Những cái lô đất mặt tiền các bạn ạ. Những cái lô đất thuận lợi kinh doanh buôn bán các bạn nhé. Gọi là những cái lô đất gần như là đẹp nhất của thành phố Kon Tum rồi các bạn ạ. Đây các bạn nhé, số điện thoại các bạn liên hệ với lại chú chủ nhà. Chú đang rất mong muốn bán được cái ngôi nhà của mình ra. Thì lô đất của chú là rộng 10m, sâu 54, 540m2, đất đai là thổ cư các bạn. Có căn nhà 2 tầng, đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, phòng ăn, bếp, rồi gara xe, rồi các thứ đầy đủ hết các bạn. Nhà chú xây cũng khá là bài bản, có cái sân rất là rộng. 4-5 phòng ngủ các bạn, phòng khách, phòng đồ đầy đủ, nói chung là đầy đủ các bạn nhé. Hôm nay thì tôi cũng không có cái điều kiện để vô trong review được các bạn. Tôi cũng xin phép các bạn là review ở ngoài thôi. Các bạn nào cần mua thì các bạn có thể vào trực tiếp trong nhà các bạn xem thêm. Đây, cái hướng này là hướng về Pleiku này các bạn này. Đấy, hướng về Gia Lai, rồi hướng về các tỉnh phía Nam. Còn hướng này là hướng về Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi hướng về các tỉnh phía Bắc các bạn. Thì hiện nay chú chủ hiếu đang mong muốn bán được cái nhà đất của mình ra với cái giá là 540 triệu một mét các bạn nhé, mét ngang các bạn. Đây, được cái ưu điểm là đất nhà chú là có hai mặt tiền các bạn. Mặt tiền 10 mét thì ngoảnh ra ngoài quốc lộ, còn cái bên hông đây ấy, là chú cái chiều sâu 54 mét này ấy, thì là cái có một cái đường bê tông ở đây chạy thẳng vô là công an phường Lê Lợi các bạn.
đấy, ở một cái nơi an ninh phải nói cực kỳ tốt. Nhà chú xây cũng lâu rồi, cũng cũ rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nào về thì có thể sơn sửa trang hoàng lại cái tường, rồi trang hoàng lại cái nhà thì tôi nghĩ là rất là đẹp đấy các bạn ạ. Rất thuận lợi cho kinh doanh buôn bán, rồi làm mở những cái tiệm, rồi mở những cái shop, rồi vân vân. Nói chung là những cái khu vực này thì rất rất là đẹp. Đấy, cũng kính mong anh chị em các bạn nào chúng ta hoặc là đang có cái nhu cầu tìm mua đất mua đai ở cái khu vực thành phố Kon Tum hay là cái khu vực quốc lộ 14 để làm ăn buôn bán, hay là để ở, hay là để mở những cái dịch vụ gì đó, thì các bạn có thể cân nhắc mua ủng hộ cho chú các bạn trong cái mùa dịch. 540 triệu mét ngang các bạn nhé. Thì có một cái gọi là tin khá là vui, đó là thực sự là nhà đất Hoàng Vinh cũng rất cảm ơn chân thành đến các quý bà con, quý anh chị cô bác, các em các cháu trên mọi miền Tổ quốc đã gọi là ủng hộ cái nhà đất Hoàng Vinh trong 2 tháng vừa qua. Thì thực sự nói mọi người là trong cái 2 tháng ròng vừa rồi thì chúng tôi đã gọi là hết sức, gọi là hết sức tận tâm để đi quay, đi review những cái lô đất nó tại thành phố Kon Tum, nó tại huyện Con Rẫy, rồi nó tại thị trấn Măng Đen, để cho quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc và đặc biệt là những anh chị ở tỉnh Kon Tum chúng ta tham khảo giá đất giá đai tại cái thị trường tỉnh Kon Tum. Và đến nay thì đã đạt được 1.000 người khán giả đăng ký kênh, thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn mọi người. Rất kính mong cái sự ủng hộ của bà con cô bác, đặc biệt là những bà con cô bác mà tại tỉnh Kon Tum á, thì chúng ta bởi vì chúng ta là cùng tỉnh với nhau, chúng ta dễ có cái nhu cầu mua đất mua đai hơn. Một là mua đất để đầu tư, hai là mua đất để ở, đấy, phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân. Đấy, nó hết sức là thuận lợi các bạn ạ. Còn những bà con cô bác ở các tỉnh ngoài ấy, thì chúng ta có thể tham khảo giá thôi các bạn. Bởi vì giá đất giá đai ở Kon Tum thì cái điều kiện nó cũng, tôi thấy thì cơ bản thì các bạn cũng cho rằng giá nó cao các bạn. Mà thì cơ bản tôi nghĩ là nó cũng cao thật đấy các bạn. Bởi do giá bây giờ nó cũng hơi ảo một chút các bạn nhé. Tôi đi review thì cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà thực sự nói các bạn là cũng hơi khó mua đấy các bạn. Thì cũng kính mong sự ủng hộ của mọi người trong cái thời gian tới đây. Tôi sẽ cố gắng dành cái thời gian để tiếp cận nhiều những cái lô đất mà ở vùng ven này, những cái lô đất mà có những cái mức giá nó vừa phải này, rồi cho đến những cái lô đất mà ở những cái vị trí nó đẹp, rồi vị trí buôn bán, kinh doanh, những lô đất chợ, những lô đất biệt thự, những cái lô đất làm resort, hay là những cái lô đất vân vân và vân vân. Thì chúng tôi sẽ cố gắng review, tìm và review cho các bạn, và tìm những cái căn nhà đang được bày bán, đang chủ đang muốn bán, chúng tôi review cho các bạn. Đấy, kính mong cái sự ủng hộ của mọi người trong cái thời gian tới. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em các bạn, bà con cô bác, anh các cháu trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ. Thank you.